Sao mà khẩu trang vậy? Sao mà khẩu trang chi vậy? Thấy gái là khoái lắm đó. Sao mà khẩu trang chi? Cái đẹp nó chịu nha. Rồi. Rung tay nói không? Thôi là khoái, khoái này đã rung tay bà nó rồi. Rồi dạ. Chuyện rồi đó, em ở nhà coi á. Cho con hả? Hả? Con coi hả? Rồi, thì cho rồi. Ủa, hay ăn quán này không vậy? Đâu, ghé vô vậy thôi à. À. Mày đi, đi hấp đây ăn, hấp đây hay là mình ăn cố định quán nào vậy? Hấp rồi. Em tắt vô lại á. Đó, đụng đâu ăn đó không? Đó, đó. Thấy quán ngon ngon, tắt ra ngon. Anh hay chạy khu nào? Từng từng Bình hay Tân Phú hay là gì? Em chạy trung tâm. Làm dưới tới quận nhất không ạ? À, trung tâm khu. Cho đi đường ai chứ? Hả? Cho đi đường ở đây chứ? À, tình cờ ở đây luôn hả? Cái này có điều hướng hay vô tình cái đơn về ta? Điều hướng không? Biết nha. Không không hên xui mới có đơn về ha, hên xui mới có đơn về không mà chơi đi chứ nó tới tới hóc môn luôn á. Mình bấm đỡ lên hóc môn luôn à, nó cũng giống như bi mà hả, đáp giống như bi mà. Đúng rồi, đúng rồi, nhưng mà được của anh là mỗi lần là nghe được mấy lần đường hướng của ta hiểu được, là bên bi đã được một lần hay là hai lần đường hướng thôi, bên anh được hai lần, hai lần không có đường hướng luôn, không sao đường hướng luôn hả? Rồi có nhưng mà không xài, biết xài do là ít đơn quá, là giờ hồi bữa giờ mất đủ không chưa đơn quá là lập luôn đó, là cứ bật lên là chạy thôi chứ không có gì hết, là bật lên là chạy không có gì hết. Ăn đi em. À đâu kìa, ủa anh mới ăn món này đầu tiên hả? À đầu tiên mới ăn món này hả? À hay quán này bán được lắm á, shipper qua đây ăn nhiều lắm á, quán này ở đây nè, bán ngon mà giá thành cũng được. Quay YouTube đâu để biết bữa cơm ráp ra sao á, bữa cơm tài xế ráp ra sao giờ chắc quay YouTube rồi à, để biết ráp tài xế ráp chưa ta ăn uống sao á, biết ăn những người bình thường thôi. À, à nhưng mà biết là mình ăn tứ xứ chứ phải là ăn cố định ha. Ăn nhiều khi đụng quá không ngon nữa. Ăn đi ăn lung tung về nhiều khi gặp quá không ngon mình cũng phải chịu chấp nhận thôi. Chứ biết sao giờ. Mình phải tin mắt chứ. Mình phải mình lựa cái quán nào mà mình thích chứ. À đúng rồi, phải tin mắt biết chỗ nào ngon phải không? Nhưng mà nhiều khi cũng nhìn lầm rồi. Nhiều khi cũng nhìn lầm mà thấy tủ ký sạch sẽ nhưng mà vô thì ăn không ngon cũng vậy thôi. Hên xui thôi, chứ biết sao giờ. Chỉ là tùy theo cái kinh nghiệm của mình thôi, kinh nghiệm mình biết quán nào ngon thì mình ăn quen mình vô mình ăn thôi, chứ bây giờ thanh xui. Mười phút sau mới ngồi ăn cơm xong rồi có đâu luôn ha, quá chất quá chất, ngon đâu đi, đi gần ngon mà gần. Qua đây đón đi rồi đi, đi. Ở bên là cũng nào ta, xuống bên đây nè, số mấy đó, số mấy học bình vậy, ủa em mới về đáp được có ba tuần hả, hai tuần mấy tuần à, năm bảy là hướng bữa này đúng không anh? 27 hả? 57 đó, em phải qua đây tới ngã tư là phải á. Rồi bye mọi người. Rồi bye nha. Rồi. Tôi sẽ đi đây.
Thì đó nó không phải đợi, nhiều khi đợi lâu tôi hỏi á, nhiều khi á vậy á. Khách ở xa, khách ở xa phải điện cho tao tiếng. Ví dụ nhiều khi đón mà nhắm mà khách ở xa điện cho tao tiếng để tao biết tao đợi không, tao hỏi mất công mình chạy đi nữa. Mới bay mọi người nha. À. Ráp ăn cơm rồi đó. Tình cờ gặp khách ráp. Ráp ăn cơm xong rồi giờ ráp đi thôi. Ừ. Tạm biệt em nha, tạm biệt. Rồi rồi tạm biệt em nha, đến 2 tháng đầu dạy ở nhiều nha. Mình tạo xếp mới cái nón đẹp quá ha. Ở cái nón này kiến nó có sẵn luôn hay là em gắn thêm như vậy? Kiến có sẵn. À có sẵn luôn ha, à nón ráp mới đẹp quá ha. Tính ra được 3 tuần hay 4 tuần rồi ta? 3 tuần. À 3 tuần rồi hả? À. Rồi rồi tạm biệt. Đây em đi ngồi kiều xíu nè, ra kia kìa. Tới tao